Xin thân mến chào mừng các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với chuỗi video cùng học từ và câu lớp 4 chương trình 2018. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng video của tuần 1 với tên gọi danh từ. Ở yêu cầu bài tập đầu tiên, xếp các từ in đậm vào nhóm thích hợp. Chúng ta có 4 nhóm: nhóm từ chỉ người, nhóm từ chỉ vật, nhóm từ chỉ hiện tượng tự nhiên và nhóm từ chỉ thời gian. Chúng ta có đoạn văn như sau: Thế là kỳ nghỉ hè kết thúc, nắng thu đã tỏa vàng khắp nơi thay cho những tia nắng hè gay gắt. Gió thổi mát rượi, đuổi những chiếc lá rụng chạy lao sao. Lá như cũng biết nô đùa, cứ quấn theo chân các bạn học sinh đang đi vội vã. Bạn thì đi với bố, bạn thì đi với mẹ, có bạn lại đi một mình. Ai cũng vội đến trường để gặp lại thầy giáo, cô giáo, bạn bè, gặp lại bàn, ghế, thân quen. Hôm nay bắt đầu năm học mới và chúng ta có thể xếp các từ in đậm vào mỗi nhóm như sau. Nhóm từ chỉ người gồm có học sinh, bố, mẹ, thầy giáo, cô giáo, bạn bè. Nhóm từ chỉ vật gồm có lá, ban, ghế. Nhóm từ chỉ hiện tượng tự nhiên gồm có nắng, gió. Và nhóm từ chỉ thời gian chúng ta có hè, thu, hôm nay, năm học. Như vậy là chúng mình đã xếp được các từ in đậm vào bốn nhóm: từ chỉ người, từ chỉ vật, từ chỉ hiện tượng tự nhiên, từ chỉ thời gian rồi đấy. Và chúng ta sẽ cùng ghi nhớ danh từ là từ chỉ sự vật gồm có người, vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian, phẩy, chấm chấm chấm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp trong các tiết học tiếp theo nhé. Yêu cầu bài tập số 3, hãy tìm các danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật trong lớp học của em. Chúng mình có nhìn thấy một bức hình minh họa cho không gian của lớp học không nào? Và chúng ta hãy cùng quan sát không gian của chính lớp học mình nhé. Chúng ta có thể tìm được rất nhiều danh từ chỉ vật. Ví dụ, bàn, ghế, cửa sổ, chậu cây, rèm cửa, bút, thước, tẩy, sách vở, đồng hồ, tranh ảnh, cặp sách, vân vân. Còn rất nhiều danh từ chỉ vật khác có trong không gian lớp học của chính chúng ta, đúng không nào? Và chúng ta còn có thể tìm được các danh từ chỉ người như học sinh, bạn bè, thầy giáo, cô giáo. Các bạn hãy tìm thêm thật nhiều danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật có trong lớp học của các bạn nhé. Và hôm nay, ở video tuần 1 về danh từ, mình xin giới thiệu với các bạn một số bài tập nâng cao từ và câu lớp 4 được trích từ cuốn Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 4 của tác giả giáo sư tiến sĩ Lê Phương Nga, cô giáo Trần Thị Thu Hà, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên. Ở trên màn hình, mình có để thêm một mã QR code để các thầy cô và các bạn học sinh có thể tìm hiểu thêm về cuốn sách này nhé. Các bạn hãy sử dụng điện thoại quét mã QR code để tìm hiểu thêm về cuốn Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 4. Đây là cuốn vở bài tập có thể dùng chung cho các bộ sách giáo khoa lớp 4 hiện hành của nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hôm nay mình xin trích dẫn một số bài tập ở tuần 1 danh từ. Trên màn hình là bài tập số 7. Hãy tìm danh từ trong các câu sau. A. Tiếng nhạc gợi màu hoa phượng đỏ rực, nắng sáng trắng, bầu trời xanh mênh mông. B. Gà mở đầu khúc nhạc bình minh bằng tiết tấu nhanh, khỏe, đầy hứng khởi. Tre, tre te te. Phần cuối bản nhạc là niềm mãn nguyện khi thấy mặt trời lên rực rỡ. Tiết tấu trở nên vui nhộn khi gà sử dụng bộ gõ cục cục, cục cục, cục cục. Và chúng mình có thể tìm được các danh từ trong mỗi câu như sau. Thứ nhất, chúng ta có tiếng nhạc, chúng ta có nắng, bầu trời, gà, khúc nhạc, tiết tấu, phần, bản nhạc, niềm mãn nguyện, mặt trời, bộ gõ. Trên đây là một số danh từ có trong hai câu A và B. Chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nhé. Tiếng nhạc, nắng, bầu trời, gà, khúc nhạc, tiết tấu, phần, bản nhạc, niềm mãn nguyện, mặt trời, bộ gõ.
chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 8. Hãy điền danh từ vào chỗ trống cho thích hợp để hoàn thành đoạn văn. Chúng ta có các danh từ được in ở trong phần đóng mở ngoặc đơn. Bản nhạc, sự phong phú, buổi biểu diễn, cảm xúc, biện pháp nhân hóa. Và sau khi điền danh từ vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn, chúng ta có một phần gợi ý hướng dẫn như sau. Chúng ta có đoạn văn hoàn chỉnh. Việc sử dụng biện pháp nhân hóa và các từ ngữ gợi tả đã làm cho buổi biểu diễn âm nhạc được khắc họa sống động, giàu cảm xúc hơn. Người đọc thấy rõ sự phong phú, đa dạng của các bản nhạc thiên nhiên kỳ diệu cũng như sự tài hoa của tác giả. Và như vậy, chúng ta đã điền được các danh từ được gợi ý trong phần đóng mở ngoặc đơn để hoàn thiện đoạn văn. Và đây là một đoạn văn rất hay đúng không nào? Mình xin đọc lại toàn bộ đoạn văn này nhé. Việc sử dụng biện pháp nhân hóa và các từ ngữ gợi tả đã làm cho buổi biểu diễn âm nhạc được khắc họa sống động, giàu cảm xúc hơn. Người đọc thấy rõ sự phong phú, đa dạng của các bản nhạc thiên nhiên kỳ diệu cũng như sự tài hoa của tác giả. Xin giới thiệu với các thầy cô bài tập số 9. Bài tập có hai phần, phần A và phần B. Yêu cầu của phần A như sau. Những từ ngữ nào có thể thay thế cho danh từ chỉ thời gian trong câu sau? Có thể chọn nhiều đáp án. Sách có yêu cầu. Câu văn: Sáng nay tổ chúng em hăm hở theo bà con trong thôn đi ra cánh đồng làng. Và danh từ chỉ thời gian trong câu này đó chính là sáng nay. Và các từ ngữ có thể thay cho danh từ chỉ thời gian sáng nay. Chúng ta có thể chọn nhiều đáp án. Chúng ta thử đáp án thứ nhất nhé. Chúng ta có đáp án A. Khi những giọt sương bắt đầu tan dần dưới ánh nắng mai. Chúng ta có đáp án tiếp theo. Đó chính là đáp án C. Khi mặt trời từ từ nhô lên khỏi dãy núi xa. Và chúng ta biết là đáp án B thì không phù hợp để thay thế cho danh từ chỉ thời gian sáng nay ở trong câu văn. Sáng nay tổ chúng em hăm hở theo bà con trong thôn đi ra cánh đồng làng, đúng không nào? Và yêu cầu của bài tập B, đặt một câu có bộ phận chỉ thời gian là những từ ngữ có hình ảnh như mục A. Ở mục A chúng ta có các từ ngữ có hình ảnh để có thể thay thế cho danh từ chỉ thời gian là danh từ sáng nay. Và có thể gợi ý với các thầy cô và các bạn học sinh một câu văn như sau. Khi gà bắt đầu cất tiếng gáy, mẹ em đã dậy đi làm. Đó, như vậy chúng ta đã có một câu văn có bộ phận chỉ thời gian là những từ ngữ có hình ảnh. Đó chính là khi gà bắt đầu cất tiếng gáy. Và chúng ta đã có một câu văn rất là hay đúng không ạ? Và ở bài tập số 10, gạch dưới các danh từ trong mỗi câu sau, chúng ta có câu A, thầy rất vui vì sự thành công của các em. Câu B, tiếng cười rộn rã làm tan biến mọi thắc mắc của Long. Và ở câu C, hai anh em chỉ giống nhau vẻ bề ngoài thôi. Và chúng ta đều biết đây là những câu được trích dẫn ra từ những bài tập đọc trong chương trình tuần 1 đúng không nào? Và các danh từ có trong câu A chúng ta có thể khám phá nhé. Thứ nhất là thầy, thứ hai là sự thành công. Ở câu B chúng ta có danh từ tiếng cười, chúng ta có danh từ thắc mắc, chúng ta có danh từ long. Và ở câu C chúng ta có danh từ anh em, chúng ta có danh từ vẻ bề ngoài. Và như vậy hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bài tập 7, 8, 9, 10 ở trong cuốn vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 4 tuần 1 bài danh từ. Chúng mình có thể khám phá thêm các bài tập khác của tuần 1 bài danh từ ở trong cuốn vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 4 mã QR mình đã để trên màn hình. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học tốt.